đội Thác Công Lipa, nước phương thể của nguyên bản lên của mày. Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem một cái video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha. Nhân cái buổi mà cập nhật cái beta mà con bét đó anh em à, đánh người còn chưa xong rồi bây giờ nó gán thêm con bét nữa thì làm sao mà đánh, cái đó là chuyện của người ta nha. Còn cái chuyện của anh em cài chay của mình thì cứ việc cài nha anh em. Hôm nay mình sẽ vào trong đây review một chút xíu thông tin cập nhật mới lần này. Nó cho ra một cái phiên bản và một cái icon 2.0. 2.0 này thì anh em phân tích mình hộ coi là 2.0 gì, 2.0 2D hay là nó nâng cấp lên một cái cấu hình là 2.0. Và vào trong đây nó cực kỳ khác biệt nha anh em. Mình thấy cái đồ họa của nó là cực kỳ khác nha. Và nó có những icon khác nè. Cái thứ nhất là cái này khác nè. Cái thứ hai, các anh em đừng có mà bất ngờ, bỡ ngỡ rồi bật ngỡ nha. Đây, cái gì các anh em thấy chưa? Không có con nhân vật của mình luôn. Lúc trước mình bấm vào một cái túi đồ là mình sẽ có con nhân vật của mình. Và cái hiện tượng là mở túi đồ 1, 2, 3 má bên đây. Còn bên đây thì bây giờ nó sẽ đổi một dọc ở dưới chuẩn chu của cái con game MUBC. Và đặc biệt cái lối chơi này nó sẽ giống theo một cái lối chơi của MUAWAY. Mình thấy là những cái khung cảnh và những cái icon nó sẽ giống MUAWAY rất là nhiều luôn. Và khi mà chúng ta muốn gặp được cái nhân vật là anh em phải bấm vào cái bảng điểm mới gặp được cái nhân vật. Và nhân vật của mình nó không còn lung linh nữa. Tại sao? Tại vì nó không còn cái hình nền của nhân vật nữa anh em à. Lúc trước mình bấm vô trong đây là mình sẽ thấy một cái con nhân vật của mình nó xoay qua, nó chuyển động lại, thấy bận áo, thấy mặc đồ, thấy cầm găng tay, các kiểu con đà điểu. Còn bây giờ chỉ thấy được cái con gà mái không à. Đậu xanh thì hôm nay là vào trong đây cho anh em những cái cảnh mới đây. Khi mà bấm vào cộng điểm thì sẽ thấy được món đồ. Nó có cái bất tiện và nó cũng có cái lợi. Nó bất tiện là mình không có nhìn được cái bao quát của cái con nhân vật của mình. Mình không có định vị được cái con nhân vật của mình. Nhưng mà có một cái như vậy, anh em cộng điểm rất là nhanh. Ví dụ ở đây nó yêu cầu cho các anh em làm sức mạnh thì các anh em liên tưởng nhìn qua đây sức mạnh coi bao nhiêu rồi nhanh nhẹn coi bao nhiêu thì như vậy chúng ta nhìn nó sẽ dễ hơn. Còn lúc trước anh em muốn mà so sánh như vậy á là anh em làm nó rất là khó. Chúng ta bật lên một cái hình nhân vật rồi tiếp theo chúng ta mới bật lên được một cái nữa là một cái bảng cộng điểm rồi chúng ta mới so qua sánh lại. Còn bây giờ nó sẽ gộp chung luôn anh em à. Nhìn nó hơi bắt ngáo chút xíu nhưng mà không sao anh em, có làm sao chơi vậy à. Không ngừng lại đó và chúng ta vào trong một cái cho nó khác hơn nữa là vào trong cái bảng master. Bảng master của mình á thì mình thấy nó cực kỳ chuẩn hoặc cực kỳ nét lại, nó không có mà nhè đi những cái hình skill hình đâu nó ra đó và cái nền nó làm nổi bật lên cái khung của mình. Mình nhìn nó rất là hài hòa luôn anh em. Và những cái tên á là nó sẽ để ra mục đích nè, phá quỷ nè, rồi là bắn chát. Cái này là cái gì sao nó không để dấu? Ở đây là cấp master của mình á là 206 và điểm master của mình là lên 0 và phần trăm của mình á là 18.84%. Lúc trước thì nó sẽ gồm lên ở trên mặt này hết. Còn bây giờ thì nó gồm luôn xuống dưới đáy. Thì lúc trước ở trên thì bây giờ nó cho xuống, thường thường game người ta đi lên mà sau game này nó cập nhật đi xuống anh em mà. Nó có như vậy là nó có cài số gear để cho nó lùi nha. Không ngừng lại ở đó. Và chúng ta vào ở trong đây nó sẽ có khác thêm một chút xíu nữa. Lúc trước mình vào trong đây nó đâu có hiện cái gì anh em, nó đâu có hiện một cái khung hình nhỏ bên đây. Còn bây giờ các anh em vào trong đây nó sẽ có hiện lên như gì đây, hiện lên cho chúng ta một cái phụ kiện bên đây, kèm theo đó là một cái gương đồ. Khi mà mình xây được cái gì thì nó sẽ nhào ở bên đây liền. Cái đó là cũng là một cái mới nha. Và vào một cái thông tin nhóm thì nó cũng có khác đi rất là nhiều luôn. Nó sửa toàn bộ những icon và nó sửa vị trí lại. Theo mình nghĩ, một là nó muốn làm lại cho nó đẹp chứ nó tóm tắt lại những cái icon. Cái thứ hai là nó bị dính bản quyền y gan cái con game là Lost Container. Và khi mà mình vào trong một cái gift code như vậy, các anh em thấy khác không? Lúc trước á là cái USE nó sẽ nằm bên đây và gương sự kiện nó nằm bên đây. Còn bây giờ nó sẽ đảo ngược lại, đảo vị trí là cho nhau hết. Đây, bản đồ skill thì nó cũng đã có việc quá là cho chúng ta một số nữa. Những icon này nó sẽ là di chuyển vị trí là cho nhau. Ví dụ là nhiệm vụ nè, rồi vào trong những cái phần là skill hay là trong cái phần mệnh lệnh thì nó sẽ đổi đi. Như lúc trước là USE nó sẽ nằm bên đây, còn USE bây giờ là nó sẽ nằm qua bên một phía sát dách ở bên góc phải. Thì hiện tại ở trong đây nó không có cập nhật cái gì quá nhiều. Thì mình vào trong đây mình xem á là nhiệm vụ ngày nè. Nếu mà nó có up một cái con bét á thì mình vào trong đây là mình không có thấy bét cái chỗ nào hết anh em. Vì mình nghe nói là cái phiên bản này nó sẽ có cái con bét. Mà mình vào trong đây mình thấy là tiêu phí nó không có nhận được bét nè. Không biết bét nó nhận đường nào, anh em biết thì comment cho mình biết nha. Và hiện tại bấm vô cái phần nhân vật đó là mình rất là bỡ ngỡ luôn. Mình không còn thấy con nhân vật của mình nó chạy lung tung nữa. Mình không còn thấy con nhân vật của mình nó lung linh lộng lẫy nữa. Không biết là anh em có tích hợp với một cái phiên bản này không. Theo mình đó thì là mình cho cái điểm trừ nha, chứ không có cộng được.
Tại vì một cái con game MU thì phải cho mình thấy cái con nhân vật của mình, chứ cái này nó không cho thấy con nhân vật luôn. Như vậy á, mình nói theo cái góc cạnh và cái khía cạnh của mình nha. Còn nếu mà chỉnh của người ta ở trên trên PC á, thì người ta đâu có thấy đâu nè. Người ta chỉ là gắn đồ lên trên người thôi. Thì cái này cũng vậy, con nhân vật của mình thì nó đứng ở ngoài một cái hình nền, mình chỉ việc là mình gắn đồ trên đây thôi là con nhân vật của mình nó sẽ có đồ, và những cái hiện tượng cộng á, thì nó không có hề thay đổi. Còn ở dưới đây hoàn hảo á, khi mà cái thùng này nó thay đổi thì mấy cái icon chỗ này nó cũng sẽ thay đổi theo nha anh em. Và một lát nữa mình sẽ về mình test cái vận may của mình xem là nó có đỏ hay không, thì mình được hai cái thẻ bài trao. Một lát nữa mình về mình quay ra được hai cộng long thì cỡ như là event ngập mồm nha anh em à. Thì hiện tại mình thấy là nó không có khác cái gì quá nhiều, nó chỉ cho chúng ta một số cái thông tin cơ bản để khác thôi, chứ còn lại là nó hoàn toàn nó sẽ giống y gan. Cái data nó up lần này là nó sẽ sửa lại một cái lỗi, đó là master skill. Master skill của anh em nhiều khi các anh em thoát ra thoát vô là những cái skill nào mà mình cộng master á là nó sẽ tự mắc luôn. Thì bên nhà phát hành game người ta sẽ fix lại cái lỗi đó và người ta nâng cấp lên một cái bản là 2.0, mà chưa biết 2.0 là 2.0 gì, và cho ra một cái phiên bản đó là beta. Thì hiện tại thì mình chỉ thấy là cái điểm skill của mình vô thì nó có lại nè. Những cái kỹ năng này á, khi mà nó mắc anh em phải thoát nhân vật, thoát ra thoát vô nó sẽ có lại nha. Và mình test hồi chiều tới giờ á thì nó không có mắc nữa nha anh em. Lúc trước á thì khi các anh em chuyển map hay là các anh em đi BK thì chút xíu nó sẽ tự mắc cái kỹ năng là cái skill của anh em á. Còn hồi chiều tới giờ là mình thấy nó không có mắc. Xem là mình treo hết đêm nay xem là nó còn hay nó mắc nha anh em. Và mình sẽ đi di chuyển một hai map xem là nó có khác không. Đầu tiên mình sẽ di chuyển qua bên là Noga. Noga nó cũng không có cho chúng ta quá khác biệt anh em à. Mình sẽ bung cái này cho nó xa ra tí. Nó không quá khác biệt, mình thấy là cái hình nền nó đậm hơn. Cái con quái cái ảnh của nó là nét hơn. Lúc trước là các em thấy nó sẽ có một cái hình như là một cái ảnh xóa phông vậy đó, nó bị nhè đi. Còn bây giờ các em thấy là nó sẽ không còn như vậy nữa. Cái con quái của mình nó rất là chân thật hơn. Mình sẽ qua bên là Ơi Bê Lan. Ơi Bê Lan cũng vậy luôn. Ồ, ông này ông whip gì mà sao ông đứng đây ông farm nhờ. Những con quái bên đây á thì nó cũng như trang vậy anh em ơi. Nó cũng là rất là chi tiết và nét. Cái phiên bản này á thì nhiều anh em ở trên nhóm người ta giao với một cái cờ ghe người ta bán rất là cao. Vì hiện tại mình vào trong shop thì mình thấy ở trong cái cờ ghe nó bán thì cũng cực kỳ cao anh em. Cờ ghe nó bán tới là 250. 250 mà ở ngoài mấy anh em bán là 50, 100, 200 đồ các kiểu, có người bán 10 nữa. Thì mình chưa biết cái thông tin ra sao, nhưng mà cái nguồn để mà ngốn cờ ghe thì chỉ có là đồ socket thôi. Tháo gỡ nó mới tốn cờ ghe thôi. Còn ngoài ra những hoạt động khác á, cờ ghe mình chỉ thấy là chỉ đi reset là nó tốn cờ ghe, khi mà các anh em reset bằng trao với cờ ghe, mình không có reset bằng agent. Ở ngoài bản đồ thì mình thấy nó cũng có là sắc nét lên, cây cỏ thì mình thấy nó lung linh lộng lẫy hơn một chút xíu chứ không quá khác biệt, tại vì người ta cũng nâng cấp nhẹ thôi chứ không có mà quá cao sang. Thì mình sẽ về đây mình lấy nguyên liệu ra, mình đi xây một cái nguyên liệu xem là cái phiên bản mới này nó có cho chúng ta được cái gì đó là may mắn không. Thì đi vào cái thùng đồ thì thùng đồ của chúng ta nó đã gói gọn lại rất là nhiều anh em ạ. À, đây mình có hai cái thẻ bài trao, một thẻ bài thì chào bá, một thẻ bài sao có tí nặng vậy. Anh em thấy nó có sai sai cái gì không nhờ? Một cái thì nó to đùng, còn một cái thì nó bé tẹo tèo tèo anh em ạ. À, bị lỗi rồi. Ở đây là một cái trao gold và ở đây cũng là một cái thẻ bài trao, thì chúng ta được hai vật phẩm để mà quay ra, một cái là thẻ bài trao nó chào bá, một thẻ là trao gold. Thì hai cái vật phẩm đó anh em có thể là quay ở trong đây, ở đây chúng ta có thể là quay ra mình có nè, và B á thì mình đang thiếu nha. Ở đây là cũng có luôn, mình cũng có. Ở đây là 8 item, còn ở trên đây á là nó cho chúng ta tới 16 item. Thì mình sẽ thử vận may clip này là xem được bao nhiêu, mình sẽ lấy ra một chút xíu B nữa nha. Ở đây thì cái vận may mình cũng chưa có là ngon lành lắm, mình sẽ qua bên Davias. Tại vì các em biết sao không, Davias là một cái vùng đất băng giá lạnh lẽo, thì chúng ta có thể làm tâm mình tịnh rồi mình mới ra những cái đồ whip được. Còn những chỗ nào mà nó bon chen, nó hơn thua, nó sân si với nhau thì mình không có cho ra được cái kết quả cao. Tại vì tâm chúng ta không có tịnh là không có cho ra được kết quả cao nghe anh em ạ. Xem tới đây mấy anh em lại nói thằng này nói nhảm rồi. Thì lại đây mình sẽ cho anh em xem là mình sẽ quay ra hai cộng long cho anh em thấy, một cộng long trên và một cộng long dưới, là một cộng long mi trên một cộng long mi dưới nha anh em. Mình đã đầy đủ điều kiện, thứ nhất là mình có nguyên liệu là một trao cạc, thứ hai là mình đã có B. Hai cái này là cho chúng ta ra được một dung luyện hoặc là một S, nếu mà gãy gồng luôn thì càng tốt. Ở đây nó tới 16 item mà nó thật là mắm vố, nó không cho chúng ta xem những item ẩn. Đáng lý là nó sẽ cho chúng ta xem những item ẩn là kéo qua kéo lại hoặc là kéo lên kéo xuống, để xem là những item ở đằng sau là cái gì, đặng kích thích người chơi. Ở đằng sau nó để là sột nè, đằng sau nó để là
trao nè, ơn sáu rưỡi là cờ ga nè, thì cỡ như là các anh em lỗ lúc, tại vì hai cái giá này á nói chung là mình không có mua, nhưng mà mình phải bỏ thời gian ra mình cài cài mới có, mà cài ở đâu thì các anh em muốn kiếm hai cái nguyên liệu này các anh em vào cắm ở trong là Kalima, nhưng mà phải cắm cắm ngày cắm đêm. Bữa hổm thì mình bị dí ở ngoài quá rồi, mình vào trong đó mình cắm 3 đêm thì mình được hai vé, tỷ lệ nó ra thì cũng cực kỳ thấp nha anh em, nó cũng dựa theo cái phần là hên xui đỏ đen nữa, chứ không phải là mình muốn ra là nó ra đâu. Thì ở đây là mình có hai loại, một cái loại là trao gôn, một cái là trao cạc. Hai cái này thì mình sẽ cho anh em xem là cái tốc độ và nguy hiểm của mình nó sẽ như thế nào. Bây giờ mình sẽ quay nha anh em, quay luôn. Rồi, một ếch đậu xanh, nói đâu nó ra đó, nó cho ra một ếch như vậy là lỗ đứt rồi anh em à. Phát đầu tiên thì cho ra chúng ta một ếch tương đương với là 32 agen. 32 gen nó cũng rất là nhiều chứ không phải ít đâu, tại đương không các anh em muốn có một ếch các anh em phải treo xuyên suốt ngày đêm, hoặc là các anh em phải đi event, event là event Santa, event thỏ hoặc là event boss, mà boss thì không có cửa đâu, chỉ có cửa là thỏ và Santa, cộng thôi là đi sum. Chỉ có ba event chính nó cho cài chay thôi, còn những cái event lớn đó thì người ta đã ôm hết rồi, không còn đâu anh em. Và mình tiếp theo 80 item, 80 item này nó sẽ cho anh em chúng ta ra cái gì, ra cái quần đùi gì nha. Và có khi nào mà chúng ta mồi vô trong đây một mảnh không em? Nếu mà mồi vô trong đây một mảnh mà nó ra cộng lông nữa thì thôi, không cần đợi bàn nghỉ là mình sẽ tắt liền, tắt liền ở đây và sửa soạn tặng anh em được cái vật phẩm gì. Ở đây mình sẽ mồi cho anh em xem một cái, là mình sẽ quay nhẹ một cái. Sao cái đậu bắp nó ra cái gì vậy anh em? 118 item nó ra cho mình kìa, 90 agen mà mình mua lại với cái áo như gì nè anh em à. Thì ở đây mình sẽ mồi thêm một cái nữa nha, tiếp tục mình sẽ mồi thêm một cái nữa, rồi ra thêm một ếch 90 mà nó ra cho mình thêm một ếch. Rồi mình qua bên đây chắc ăn là ra cộng lông anh em à, tiếp tục là ba ếch anh em ơi, nó xui nó quậy nó đáy thiệt anh em à. Người ta thường thường người ta nói là xui quậy đáy đấy. 4 lít của tôi, 4 lít ra được 3 ếch và thêm được một cái áo, các anh em thấy chưa, cực kỳ là bấm vố, đâu phải muốn ăn nó là dễ đâu anh em, ăn nó cũng phải bỏ lại cái giò. Không sao anh em, tại vì những cái nguyên liệu đó mình có thể là ăn của lòng không sao, tại vì những cái đó là mình có thể cài được. Các anh em cố lên, các anh em đi vào trong một cái Kalima, các anh em có thể là cài kiếm lại rồi ra đây quay tiếp nha, chứ mình là hết nổi anh em ơi. 3 ngày mà mình kiếm ra được chỉ có là 2 ếch thôi, trong khi đó 3 ngày mình kiếm ra được tới mười mấy ếch là anh em, rất là bất cập luôn anh em à. Như vậy mình không nên thử ở đây nha, tại vì có nguyên liệu mình vào trong đây mình làm cho anh em là có clip, có anh có em như người ta thôi, còn mà các anh em cài chay không nên thử. Nếu mà các anh em cái số mà các anh em đã đỏ rồi, cái tay anh em đã thơm rồi, anh em đã sờ trúng một cái gì rồi, nó đã có cái phần nào đó tự tin, thì các anh em có thể là vào trong đây để tự tử nha. Ủa lộn, vào trong đây các anh em có thể làm tự tin để mà quay nha, chứ không phải mà tự tử như mình đâu, chứ mình thấy cái áo này nó cay lắm rồi anh em à. Ở đây thì mình có 447 điểm là Lucky, mà mình không có mồi Lucky này mà mình đi mồi cái agent, tại vì mình nghèo mà mình chảnh anh em à, không có ăn mà còn mời khách. Thì ở đây mình sẽ giả cho nó xem là được ra cái gì, tại vì từ giờ là mình quá đen, ra được một chiếc nhẫn tào lao, ra được một thêm viên B nữa, ra B nữa anh em à, ra trao, tiếp tục ra trao càng nhiều càng thích. Mà cái này chỉ có còn có 3 lít quay, 1 lít đó là 60, 3 lít là 18, 3 lít quay nó cho chúng ta được gì? B, tiếp theo B, còn 1 lít cuối cùng, cái gì đây? Like, không có được gì hết anh em, nhưng mà có một chiếc nhẫn này nó ra 2 ốp nữa, thì anh em chúng ta lại giàu to anh em à. Thì các anh em xem tới đây coi chúc mừng mình là xem cái nhẫn này ra được mấy ốp, hoặc là giảm sát thương cũng ngon đó nha anh em. Tại vì đây là một cái nhẫn đây rồi HP anh em à, nhẫn đắt mà thêm HP nữa. Hôm nay là sạch sành xanh luôn, không còn cái gì để sạch, một cái phiên bản mới mình mở hàng khá là xôi. Anh em nào mà cái tay thơm thì vào trong đây quay nha. Hôm nay qua bên Divac lạnh thì các anh em lạnh cả sống lưng, nói chung với anh em là lạnh cả sống lưng, nhưng không sao, nhìn lại cái bộ đồ ở trên người của mình đó thì mình thấy đã an ủi lòng rồi, không sao. Mình mắc những cái kia nhưng mình có lại được bộ đồ này nó sẽ an ủi, nói lên cái sự an ủi ấm áp của khi chúng ta đầu tư đúng một cái con nhân vật của chúng ta dù có yếu là mình tự an ủi lòng mình, dù con nhân vật nó có yếu nhưng mà mình chơi theo cái đam mê của mình là nó ok nhất nha anh em. Tổng kết lại thì hôm nay mình đã phá gia chi tử, ở đây mình phá rất là nhiều đồ và nó cho chúng ta lại nè, bơi nè, trao nè, rồi cho chúng ta một món đồ S nào kèm theo cho chúng ta 3 viên ếch nữa, rất là nhiều anh em à. Trong khi ngồi chém gió với anh em có chút xíu thôi mà nguồn lãi của mình kiếm rất nhiều không? Chào các anh em đâu phải dễ kiếm đâu. Like các anh em cũng đâu phải muốn kiếm là có, và đặc biệt ếch đâu phải nói kiếm là có đâu, chỉ có những người mà ngồi nói nhảm như mình mới có được nha anh em. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video clip lần sau.